Em tên là Tiến, xin chào quý anh chị các bạn nhé. Hôm nay em sẽ kiểm tra cái đàn ong chúa này, là hiện tại giờ bọn em tách để giữ chúa, không có chúa nữa quý chị ạ. Mà bên đây có một mủ chúa rồi. Thì em bọn em sẽ nhập lại nhé. Nhập lại cho đàn bên nó mạnh ạ, mủ chúa được 5 ngày tuổi thôi. Hôm nay con này 5 ngày tuổi đi thụ tinh sao nó mất rồi quý chị nhé, không còn đấy. Một cầu đó. Bọn em tách đàn đây, ba đàn này là tách đàn song song này. Ba thùng đây quý chị ạ. Đây ạ, đây một thùng nhé. Bên này hai thùng nữa. Là ba thùng em chia ra đây. Vì em giữ để lấy mủ chúa thôi quý chị ạ. Mục đích của em lấy chúa thôi. Đây thì em sẽ bỏ bên đây một cầu, bỏ vào ít quá vì nó không giữ được chúa thôi, bọn em sẽ buộc phải bỏ vào một cầu để cho đàn nó mạnh lên nhé. Mổ bên đây, đàn bên đây thì có mổ chúa rồi quý anh chị. Đây. À có chúa rồi, nhưng bên đây là nó mất, chuẩn bị 5 ngày tuổi nó mất. Có chúa nở 5 ngày tuổi rồi quý anh chị nhé. Mà bên đây một cầu bên đây nó bị mất rồi, thùng bên đây em phải bỏ qua. Còn mấy con đây sao? Đuổi rũ qua hay là như nào? Nó về đây không? Anh bỏ vào nó không đánh nhau vì đây là một đàn quý chị nhé. Một đàn mà em tách ra. Vì bên đây có mủ chúa, bên đây mất chúa. Nên em nghĩ là khả năng con này nó mất chúa từ ngày qua ngày nay thôi. Nó chưa có. Đây anh đang thổi ra đây. Có được vài con trong thùng thôi. Giờ anh bỏ ra thì anh cũng phải nhấc cái thùng, thu thùng này nhé quý chị nhé. Nhập đàn vào anh phải thu cái thùng này đi chỗ khác. Con đàn ong nó nỡ đi làm về nó vẫn vào đây, có quen vào đây quý chị nhé. Cho bắt buộc vào một đàn một tổ thôi ạ. Một tổ đấy thì có chúa nở ra được 5 ngày tuổi quý chị ạ. Hai mủ chúa đây đều. Cái mủ nào nở trước anh chưa? Hay mà cùng nở cùng ngày? Ừ, mủ này với mủ này nở cùng ngày không? Hả? Cùng ngày là 5 ngày tuổi cả quý chị nhé. Mà đàn này nó bị mất rồi. Cái thùng này bị mất mà em mà nhập này, này. Vì mục đích hôm em chưa chia sẻ tách đàn không xong. Mà em mục đích em chủ yếu là để cái tách đàn ra mà em giữ cái con chúa thôi nhé. Còn sau này em mới nhập lại vì bọn em cố ý đâu hai thùng này có đủ mỗi thùng một cầu thôi. Vì nó hơi ít ong. Đấy, quy trình của em nhập đàn này rất đơn giản quý chị nhé. Đây còn một góc. Còn mấy con để anh muốn rũ, để anh lấy cái thùng ra quý chị nhé. Rũ hẳn xuống dưới đi. Để anh cứ thu thùng luôn quý chị ạ. Anh cứ phải buộc chúng ta nhập đàn này, chúng ta phải bỏ cái thùng này, không bỏ thùng này vào đây nhé. Để khuôn viên này bọn em sau này em tách ra thôi. Bên đây cũng hai cầu quý chị ạ. Bên đây hai cầu mà bên đây cũng hai cầu thôi ạ. Hai cầu mà bên đây có mủ chúa, hiện tại là 5 ngày tuổi đi thụ tinh về rồi, một cầu thì một thùng không có, mà em phải nhập lại nhé. Mà em muốn tách ra để giữ lại cái con chúa đi, mà cuối cùng là con chúa nó không về được thì chúng ta phải buộc nhập vào đàn hai thùng vào một cho phát triển nhanh thôi. Em muốn là giữ con chúa và em phải thay thế cái con chúa khác. Nhưng mà mình thay thế không được thì mình phải buộc nhập vào đi để cho đàn nó phát triển. Vì hai cầu nó ít quá, mà bên này có một con chúa này là đang nằm nãy mèo rồi quý chị. Rồi cái cách nhập đàn của em trở lại vị trí cũ đã xong rồi nhé. Vị trí tốt cái này nhé. Rồi em đã nhập đàn thành công rồi nhé. Rồi cuối video em cho đi Tiến cũng xin phép dừng ở đây ạ. Cái nhập đàn của chúng ta, hai đàn song song chúng ta bị mất một con chúa, chúng ta nhập vào một đàn là rất đơn giản với hiệu quả, nó không bao giờ cắn nhau quý chị nhé. Chăn thấy hay thì nhớ tặng em một like và nhớ chia sẻ cho anh em bà con chúng ta nuôi cùng nuôi ong để biết cách chúng ta nhập đàn đơn giản và hiệu quả nhất nhé. Rồi quý anh chị xem thấy hay thì nhớ bấm vào nút đăng ký đỏ và rung cái chuông lên để người đầu tiên nhận được khi em cho lên tiếng có video mới nhé. Xin chào và lại quý anh chị video sau ạ.